Rồi, trước khi mà vô mà tư vấn, tôi có vài lời với mọi người tí xíu. Trong cái vấn đề mà điều trị bệnh á, và nhất là trong cái vấn đề mà hỗ trợ cho mọi người trong cái chữa bệnh của mình ở đây á, thì mọi người phải nhớ một điều là cái tác động của phương pháp ở đây á, nó chỉ tác động chỉ có 30% lên cơ thể mình thôi. Cho nên mọi người cũng đừng có mong là khỏi bệnh nhờ vào cái phương pháp này. Phương pháp này chỉ là một cái phương pháp để hỗ trợ thôi. Và cái chính của cái phương pháp này là gì? Hồi sáng giờ á, là Kiên có nói chuyện rồi đó. Tức là mình phải ăn 16-8 nè. Cố gắng làm sao thực hiện được cái 16-8. Riêng cái ăn 16-8 á, nó đã giúp cho mọi người á, là khỏi bệnh 50%. Thì tất cả những cái bệnh mình tự ăn uống mà ra hết. Nếu mà mình kiểm soát được cái chuyện mà ăn 16-8 á, thì mọi người sẽ nghe lời tôi đi, sẽ thấy hoàn toàn khác hết trong vòng một tuần lễ nửa tháng. Cái thứ hai là hít không khí. Hồi trước thì ai cũng tưởng rằng là mình hít thở không khí đầy đủ, nhưng không phải. Mình hít thở không khí chứ mình không có phải hít thở oxy. Tại vì oxy trong cái không khí này chỉ có 20%, còn 80% là chất trơ, cho nên cơ thể của mình á, càng lúc càng thiếu cái oxy, trong khi mình ở thành phố mình lại càng nguy hiểm hơn nữa. Là vì thành phố mình bị ô nhiễm kinh khủng khiếp lắm, bụi khói xe rồi. Tôi còn nhớ hồi trước á, giờ đi làm việc á, mà đi từ đây mà lên quận 1, rồi từ quận 1 chạy về cái lùm mũi đen tùi lùi. Tức là mình bị ô nhiễm rất nhiều. Thấy không? Thành ra là cái oxy trong không khí lại càng thiếu. Do đó là mọi người cố gắng là mình tập hớp không khí. Tất nhiên là mình hớp ở đâu thì mọi người tự biết rồi. Chứ đứng ngoài sau đuôi xe mà hớp riết là tiêu. Đó, để cho cái oxy nó đầy đủ trong cơ thể mình. Cái thứ ba là chườm đá nóng ở vùng gan. Tôi chườm đá hôm nay 8 năm rồi. Không có hề ngưng nghỉ ngày nào, không có nghề nào ngưng nghỉ. Nếu mà trong nước thì tôi chườm ở nhà, còn tôi ra nước ngoài 3 giờ tôi cũng có mấy cặp đá để chườm. Không bao giờ tôi không chườm đá. Và sở dĩ cái sức khỏe của tôi bây giờ tốt được bây giờ cũng là nhờ cái chườm đá. So với cái trước đây mình không có chườm. Tại vì trong cái chườm đá là nó giúp cho tăng thân nhiệt của cơ thể mình lên. Cái điều đó là cái điều kỳ diệu. Thì cái Kiên có nói rồi, có thể là anh chị em mình nghe chưa rõ thì chút xíu mình ra ngoài kia mình mua thêm cái cuốn Cẩm Nang mình về mình đọc. Hoặc là ai mà đã kết bạn Zalo với tôi rồi thì mọi người đề nghị trong cái Zalo kết bạn của tôi á, đề nghị thầy gửi cho tôi tài liệu 16-8 hút không khí chườm đá nóng vùng gan. Tôi sẽ chuyển cho mọi người để mở video và coi. Rồi, cái cuối cùng nữa mà cái mà tôi sử dụng gần đây nhiều nhất đó là rượu ớt. Mà rượu ớt là kỳ diệu luôn, thật là hay. Mà một cái phương pháp đơn giản, rẻ tiền mà hiệu quả vô cùng. Thì chút xíu đối với bệnh nào á, mà cần thiết á, thì tôi sẽ nhắc nhở đối với từng người. Đồng ý ha. Thôi có lẽ bắt đầu chúng ta đi vào tư vấn.